Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Today is a good day. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 19 tây tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam bây giờ là ngày thứ sáu ngày 20 tây tháng 8. Và các bạn thấy được hôm nay là một ngày mà có rất nhiều những thông tin tốt. Nhưng mà nào mà theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì cũng đã thấy là rất nhiều thông tin Thuận đã đăng ngày hôm nay. Và Thuận sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin này với các bạn và giá cả cũng đã có cái sự phản tích cực có thể nói được là giờ này đó ngày hôm qua khi mà thường làm video đó thì giá cả là đang trên con đường đi xuống khoảng chừng là xuống dưới là khoảng chừng 44.000 thì nhiều người đó hôm qua thường xem những cái video những channel à, của nước ngoài hay là xem thông tin ở trên Twitter thì có rất nhiều người nghĩ là Bitcoin đó đã đi xuống dưới cái đường SMA 200 có nghĩa là cái đường chung bình giá 200 đó thì uh, đây là dấu hiệu là Bitcoin sẽ tiếp tục đi xuống sâu hơn nhưng mà các bạn thấy được là hôm nay thì uh, đã hoàn toàn khác giá cả có sự tăng trưởng mạnh có thể nói được là trong vòng 24 giờ cái mức thấp đó là 43.967 bây giờ đã là 47.245 rồi thì uh, nghe qua rất nhiều người có nhiều cái uh, suy nghĩ không có lạc quan về thị trường khá là bi quan về cái giá cả của bitcoin nhưng mà hôm nay thì mọi người lại chưa được mua một lần nữa cái bạn được là tâm lý của những nhà đầu tư trong trường này đã phần đông thay đổi rất là nhanh có thể nói là thay đổi theo nến luôn chúng ta đang nhìn vào biểu đồ là biểu đồ của nến giờ thì trước hết á, các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều những thông tin và cách đây không lâu chúng ta thấy được là có một cái hiện tượng short squeeze nghĩa là short đang bị thanh lý thì đây là cái hiện tượng thường đã đăng đó cách đây vài tiếng đồng hồ và lúc đó đó trong vòng 1 giờ thôi các bạn thấy được đã có 94 triệu đô la bị thanh lý thì thông tin này đó là các bạn có thể tìm thấy được ở một trang web đó chính là bybit.com bybt.com thì trên trang web này các bạn thấy chúng ta có thể tìm thấy những cái thông tin uh, liên quan đến Traderscale liên quan tới nhiều những tài liệu khác nhưng mà các bạn muốn xem tài liệu liên quan tới SoftSwiss hay là LongSwiss thì các bạn có thể bấm vào Liquidation và các bạn có thể nhìn bên dưới này nhiều bạn họ thường làm sao cho biết được là những người bị thanh lý là bị short squeeze hay là long squeeze thì các bạn có thể nhìn là cái số lượng mà bị thanh lý đó hồi nãy các bạn thấy được là trên màn hình đó đó chính là phần lớn là tất cả đều là lệnh short bị thanh lý hết tại vì giá cả đột ngột tăng lên mà có nhiều người đang mở lệnh short khiến cho chúng ta được trong dòng chỉ có một tiếng đồng hồ thôi thật ra mà nói là trong một tiếng đồng hồ thời điểm này đã, đã, lên qua khỏi là 110 triệu đô la trong thời gian chỉ một tiếng thì short squeeze có nghĩa là những người mà có lệnh short cần phải đóng lệnh lại Tại vì họ đã không có giữ được lệnh nữa sang đã thanh lý Thì khi mà đóng lệnh sẽ dẫn đến là họ phải mua lại Bitcoin đẩy giá lên Và khi mà giá cả tăng lên thì lại khiến cho những lệnh số khác bị short squeeze Bị thanh lý nữa dẫn đến là đóng lệnh nó lại đẩy giá Bitcoin trở lên Và cứ tiếp tục như vậy đó là hiện tượng short squeeze Bây giờ thì hiện tượng này đã không có kéo dài lắm ngày hôm nay Chỉ kéo dài khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ mà thôi Bây giờ cũng đã trở về một con số mà chúng ta cũng thường thấy giống như là trong vòng một giờ đồng hồ thanh lý 9,8 triệu không phải là con số nhiều trong vòng một ngày đó các bạn hiểu là 335 triệu thì cũng đã tương đối những cái lúc mà chúng ta thấy hiện tượng short squeeze thanh lý mạnh đó, là con số này có thể lên tới là hơn 1 tỷ đô la trong thời gian 24 giờ thì đây là một trong những cái yếu tố dẫn đến là đẩy giá cả lên ngày hôm nay Nhưng mà không phải là yếu tố duy nhất chúng ta thấy được là giá cả tăng trưởng đó Chúng ta có rất nhiều những cái thông tin mà quan trọng thường muốn chia sẻ với các bạn Một trong những cái thông tin thường nghĩ là lớn nhất và mới nhất Đó chính là thông tin uh, liên quan đến sàn Coinbase Thì sàn Coinbase đã nói gì? Thì Brian Armstrong đó chính là CEO của sàn Coinbase Thì trong một cái thuyết đó, cái tay không lâu các bạn thấy được là cái tay chỉ là khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ thôi thì Brian Armstrong nói là Coinbase đã thông qua hội đồng quản trị và đã quyết định là mua thêm 500 triệu đô la USD tiền dùng để mà mua crypto có nghĩa là họ sẽ mua cái số lượng crypto này để vào ngân sách của công ty nhưng mà lưu trữ cũng như nhiều công ty khác như là công ty Tesla công ty Michael Stra chỉ hơn mua để mà lưu trữ, coi như đó là một cái tài sản của công ty thì đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Brian Armstrong và không những như vậy mà Brian Armstrong nói là sàn Coinbase uh, đã ra quyết định là từ bây giờ 10% doanh thu sẽ được dùng để mà tiếp tục thu mua crypto để mà giữ trữ. Thì 10% doanh thu này là bao nhiêu? Thì các bạn thì được là tính theo cái tài liệu của năm 2021 này đó. Thì doanh thu của quý 1 và quý 2 của Coinbase là tổng cộng khối niêm dịch là 797 tỷ nhưng mà trong đó đó lợi nhuận là 236 tỷ đó là lợi nhuận kiếm được từ 797 tỷ khối lượng giao dịch thì chúng ta lấy con số này là 6 tháng như là hai quý lấy con số này nhân 2 là một năm nhân cho 10% thì các bạn thấy được là 472 triệu đô la lực mua hàng năm tính theo dữ liệu 6 tháng vừa qua của sàn Coinbase thì các bạn thấy đây là một cái lực mua điều đặn mà liên tục đây là một điều rất là quan trọng còn quan trọng hơn là công ty này ra thông báo được một 100 triệu Bitcoin hay là công ty nọ ra thông báo là mua 500 triệu Bitcoin thông tin này còn quan trọng hơn tại vì đây là một cái lực mua điều đặn và nếu như chúng ta tin tưởng là thị trường này sẽ là một thị trường mà tiếp tục phát triển giao dịch sẽ tiếp tục giữ vững và tiếp tục tăng trưởng mạnh thì con số này có thể là còn cao hơn nữa cho nên đây là thông tin rất là tốt và mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà đây không phải là thông tin duy nhất tốt ngày hôm nay Chúng ta có nhiều thông tin liên quan tới sàn giao dịch Chúng ta có nhiều thông tin liên quan tới on-chain, liên quan tới uh, một cái ngân hàng lớn ở Nhật Bản Chúng ta cũng sẽ nói về đồng Dogecoin, chúng ta cũng sẽ nói về vụ kiện của XRP uh, và bang quản lý chứng của Hoa Kỳ SEC nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thôi một cái dành một phút để mà nói về cái nhà tài trợ video ngày hôm nay đó chính là một cái ứng dụng DeFi có tên là Definex. Thì đây là một cái ứng dụng DeFi mà các bạn khi mà đi vào trang web này cũng thấy được là nó có những chức năng tương tự như là các bạn đã từng sử dụng những dụng DeFi khác, như là các bạn thấy các bạn có thể tham gia vào để mà swap token các bạn có thể cung cấp tính thanh thoảng các bạn có thể tham gia vào yield farming và yield farming thì đương nhiên là tùy theo các bạn chọn cặp nào để cung cấp tính thanh thoảng thì cái lợi nhuận nó sẽ khác nhau đây là một cái ứng dụng DeFi mà cho các bạn có một cái chức năng cho như mình nào mà đã dành về DeFi mà tìm kiếm những chức năng tốt hơn như là các bạn có thể tạo một cái quỹ và quản lý cái quỹ DeFi của các bạn đây là một cái nền tảng các bạn có thể kết nối với những cái mạng lưới như là Binance Smart Chain thì hiện bây giờ đó ở trên ứng dụng DeFi này đã có khoảng chừng là gần như là 4 51 triệu đô la được lóc lại. Tháng 7 mới đây đó là có 400.000 giao dịch và thì bây giờ có khoảng 7.000 người dùng. Đội mà đứng sau lưng đó đó chính là một đội Thái Lan với cái co-founder là có hai người đó chính là Vachara Chara Đây là một những người mà cũng đứng đầu là chủ tịch của Thái Lan Tech Startup Association và cái người còn lại đó chính là Nathavut Panjurampong cũng là CEO của công ty OKB thì đây là một cái dụng DeFi các bạn cần nên tìm hiểu kỹ trước khi mà tham gia và đương nhiên tham gia vào DeFi đó các bạn cũng đã biết là có lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng cao nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm thì hãy bấm vào cái link bên dưới để có thể tìm hiểu thêm thông tin để có thể tự ra quyết định cho bản thân mình thì trước khi chúng ta tiếp tục nói tới một thông tin liên quan tới sàn Coinbase của Nhật Bản đó thì có một hiện tượng mà lâu rồi chúng ta không thấy đó chính là hiện tượng các đồng ổn định, các stablecoin, những đồng mà có giá trị một đô la đó, đồng như là đồng USDC, đồng Tether vân vân được đẩy lên trên sàn liên tục. Thì con số các bạn thấy trên màn hình chúng giống như tôi cái ví dụ này đi. Mỗi lần mà con số này hơn 100 đó nghĩa là có nhiều giao dịch đẩy những đồng ổn định lên trên sàn giao dịch thì chúng ta được là 100 là căn bản hơn 100 là nhiều nhưng chúng ta lấy con số 149 này đi thì có ý nghĩa như thế nào có nghĩa là trong khoảng chừng là 15 giây thì có 149 giao dịch đẩy đầu ổn định lên trên những sàn giao dịch thì tại chúng ta nó 15 giây tại bây giờ phần lớn như ổn định là nằm ở trên mạng lưới của Telegram một lốc là khoảng 15 giây thì các bạn thấy được là hiện tượng này hiện tượng mà có rất nhiều giao dịch đẩy những đầu ổn định lên trên sàn và hiện tượng này đó là thường đăng cái đây vài tiếng đồng hồ nhưng mà cho tới bây giờ đó lúc mình làm video này vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng này cho chúng ta thấy được gì chỉ cho chúng ta thấy được đó là sắp sửa có một cái sự dao động mà lúc đang thường đăng cái tài liệu này đó thì giá là dưới 47 mươi bảy bây giờ là giá đã hơn 47 mươi bảy rồi cho một đồng khôi thì hiện tượng này đó có thể cho chúng ta thấy hai điều thứ nhất là khi mà đẩy lên đó, thì có thể chúng ta thấy là giá cả có sự phấn mạnh nhưng mà nhiều khi chúng ta để ý nó thấy hiện tượng này xảy ra khi mà đẩy lên thì là một dấu hiệu chờ đợi nghĩa là có thể ai đó có thể là nghĩ là giá đi xuống cho nên nhiều người đẩy những ổn định lên trên sàn để mà chờ sẵn để mà giá xuống để mà thu mua vấn đề là tôi nghĩ là vẫn là thu mua nhưng mà chỉ là thu mua ngay lập tức hay là chờ đợi giá xuống để mà thu mua trong cái tình hình bây giờ đó thì khi mà đẩy lên sau đó quan chừng là về tới đồng hồ thì các bạn thấy là giá cả đã có phần tích cực đây là tài liệu mà tôi muốn dành mỗi thời gian để mà chia sẻ với các bạn tại vì thường thường hay đăng những cái thông tin này trên những mạng xã hội và có nhiều bạn mới tham gia vào cho nên tôi muốn dành thời gian để các bạn hiểu rõ hơn về những thông tin này chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà tiếp tục nói tới Coinbase hôm nay Coinbase lại có thêm một thông tin nữa và thông tin này đó là thông tin liên quan tới một sàn rất lớn ở Nhật Bản đó chính là sàn MUFG có nghĩa là Mitsubishi Union Financial Group. Thì uh, nhiều bạn rành về uh, ngân hàng đó thì cũng đã biết là trước đây là chúng ta có ngân hàng Mitsubishi. Sau đó ngân hàng Mitsubishi mua lại một cái ngân hàng ở Hoa Kỳ có tên là Union Bank ở Ulos đó, và sau đó chuyển tên thành MUFG. Và bây giờ ngân hàng này đã không những nó hoạt động mạnh ở Hoa Kỳ mà đây là ngân hàng theo thuận biết đó là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và sang Coinbase đã thông báo đó các bạn cũng đã biết sàn Coinbase bây giờ cũng đã có thể hoạt động được ở Nhật Bản nhưng mà quan trọng hơn là sàn Coinbase thông báo là sẽ ra mắt tại Nhật Bản thông qua quan hệ đối tác với ngân hàng lớn nhất trong nước đó chính là tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ hay còn gọi là MUFG sự hợp tác này sẽ cho phép 40 triệu chủ tài khoản của MUFG nhanh chóng truy cập và bắt đầu mua Bitcoin thì cái điều này nghĩa là bây giờ đó ngân hàng MUFG này là một ngân hàng mà có khoảng chừng là 40 triệu khách hàng đang sử dụng ở Nhật Bản thì bây giờ kết nối với sàn Coinbase nghĩa là những khách hàng này đó họ có thể là không cần phải tạo một tài khoản Coinbase có thể dùng tài khoản của MUFG để mà đi thu mua Bitcoin thông qua cái tài khoản đó thì các bạn được là đây là một thông tin rất là tốt nhiều người hơn có thể tiếp cận được với lại Bitcoin thì thùng mới vừa lên trên mạng để mà tìm hiểu đó thì bây giờ đó ngân hàng MUFG vẫn là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản. Vừa theo tài liệu đó thì thời điểm mà năm 2019 thì ngân hàng MUFG đã có tổng cộng là 772 văn phòng tại Nhật Bản và 76 văn phòng ở những quốc gia khác. Và ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và tính theo tầm cỡ thế giới đó thì ngân hàng MUFG là ngân hàng lớn thứ tư trên thế giới ở thời điểm hiện tại cho nên cái việc mà những khách hàng 40 triệu khách hàng của em Các bạn có tính đi chỉ cần là 10% của cái số lượng người tham gia vào và tìm hiểu Bitcoin thôi là con số rất là nhiều Chứ không phải là con số nhỏ Cho nên đây là thông tin rất là tốt cho sự phát triển của Bitcoin Crypto ở Nhật Bản